cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú, những nét bản sắc văn hóa độc đáo và truyền thống lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng đáng tự hào. Khí chất của những ngư dân ăn sóng nói gió, chân chất mộc mạc nhưng mạnh mẽ và đầy bản lĩnh. Những làng quê trù phú, nhộn nhịp xuôi ngược những con tàu đầy khoang tôm cá. Tất cả đều được thể hiện trong bộ ký sự Những làng biển Quảng Bình. Bảo Ninh là xã miền biển thuộc thành phố Đồng Hới. Dòng Nhật Lệ trong xanh thông với Biển Đông ôm lấy Bảo Ninh cả ba mặt, Đông, Tây, Bắc, và biển Bảo Ninh thành một bán đảo hình tam giác nhọn. Giữa một vùng trời biển bao la, ba bề sông nước mênh mông, dải cát Bảo Ninh nổi lên như một bức tường thành, lô nhô, lợp lợp nối đuôi nhau chạy thi với biển. Bao đời gắn bó với biển cả, với sông nước đã hình thành nên những nét văn hóa độc đáo, đặc trưng của vùng đất Bảo Ninh. Tâm linh tín ngưỡng của người dân nơi đây cũng có nhiều đặc thù, phản ánh nguyện vọng và ước mơ của ngư dân đi biển. Đoàn làm phim ký sự tìm về gia đình ông Trương Quốc Hội, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Sa Đồng. Ông là một trong số ít người địa phương còn cất giữ các tư liệu liên quan đến tục thờ cà voi xã Bảo Ninh. Không chỉ được nghe câu chuyện truyền kỳ liên quan đến việc cà voi bị mắc cạn tại cửa sông Nhật Lệ, chúng tôi còn được biết thêm nhiều thông tin về bộ xương cà voi khổng lồ này. Toàn bộ khung xương có chiều dài 25m, chiều rộng 3,5m. Trọng lượng của bộ xương cá voi người ta chưa thể ước lượng được, nhưng riêng một đốt xương sống của cá nặng khoảng 25kg. Hiện nay, bộ xương cá voi đang được triển lãm tại Bảo tàng Biển Việt Nam ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Người dân Bảo Ninh chỉ còn giữ một phần đốt xương sống của cá để thờ tự. Ông Trương Quốc Hội dẫn chúng tôi đến lăng cả ông. May mắn thay, chúng tôi lại gặp được ông Trương Phương Sa, người trông coi lăng cả ông và cũng là ông từ của làng. Ông Sa dẫn chúng tôi vào bên trong lăng. Trên bàn thờ, bên trong chiếc tủ kính, một phần đốt xương sống cá voi được đặt trang trọng. Xương vẫn còn trắng, sáng. Bên trên có khắc hình bạc hồ. Hình ảnh đã bị phai mờ chút ít, tuy nhiên nét tạc vẫn rất đẹp và tinh tế. Ông Sa xúc động kể lại, ngày 3 tháng 9 năm 1969, khi nhận được tin Bác Hồ qua đời, để thể hiện sự biết ơn và tri ân đến vị lãnh tụ của dân tộc, người làng Sa Đồng đã có ý tưởng khắc hình Bác Hồ lên trên đốt xương sống cá ông, để ngư dân trong làng ai ai cũng được kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của người. Hình ảnh Bác Hồ được khắc vào đốt xương cá ông đã khắc sâu vào tâm thức của con dân làng biển Bảo Ninh. Câu chuyện về cá voi lưu truyền trong dân gian được ông Sa kể lại. Cái thời đó là nó cá nó dạt vào gần bờ biển này này, thì giữa ngư dân Bảo Ninh và ngư dân bên Đồng Hải nó giằng nhau đó. Sau đó là dìu vào cửa biển và đợi thủy triều cho cao thì vào được cửa biển không cạn. Vào đây thì hai bên giằng nhau. Thế thì cuối cùng là người ta là quyết định là dây kéo, bên nào mà đứt thì bên đấy là không được thờ ngài. Thế bên Bảo Ninh là kéo thắng đứt dây về. Thế người ta trốn dọc bờ sông, với hồi nó to quá cho nên người ta đập vào bờ sông rồi chở cát chở đá rồi dùng tre để kè ngoài, trốn hết 10 năm thì kết bọc vào đấy. Còn hiện ảnh Bác Hồ thì năm 69 Bác mất á, thì trong làng là có anh Phạm Vĩ Tường là vừa là nhà điêu khắc vừa là họa sĩ, thì theo nguyện vọng của làng là bây giờ là
Cả ông là một vị vị thân của biển, còn bà Khôn là vị thần của dân tộc, thì có thể để hai vị ấy thơ lên thơ ở cái Đinh Lang. Ông Sa chia sẻ tâm tư của ông và có lẽ cũng là nguyện vọng chung của người dân Bảo Ninh, đó là mong muốn được xin lại toàn bộ khung xương cá voi về làng để thờ cúng tế lễ hàng năm. Ngày nào chưa đưa được ngài về là trong lòng người dân làng biển Bảo Ninh vẫn thấy trống vắng. Sự tôn kính dành cho vị thần hồ mình trên biển của người dân Bảo Ninh còn được thể hiện ở kiến trúc xây dựng quy mô tỉ mỉ của lăng Cả Ông. Lăng được xây dựng trên khuôn viên khoảng 1.200 m², mặt hướng ra sông Nhật Lệ. Lăng có 3 gian, kiến trúc theo lối nhà Rương của người Việt Quảng Bình. Phía trên có bức hoành phi khắc 3 chữ Hán Sa Đồng Lăng. Phía trước có 4 cột bằng gạch đắp rông châu quấn quanh. Tường lăng được xây bằng gạch nung. Trên 4 mái cong có rồng châu, mái lăng được lợp ngói âm dương. Trên nóc lăng có 2 con rồng châu nguyệt, chính giữa là hình mặt nguyệt âm dương. Các chi tiết xung quanh được ốp bằng các mảnh sành sứ, tạo những đường cong mềm mại, sắc sảo, tôn nghiêm. Đoàn làm phim kỳ sự còn được cán bộ địa phương và cả cụ cao niên dẫn đến thăm miếu âm hồn. Được xây dựng vào năm Khải Định thứ 10, tức năm 1925. Miếu âm hồn là nơi cả táng nhiều cá voi và hàng trăm bộ hài cốt của những người gặp nạn trên sông biển dạt vào. Hàng năm, cứ vào dịp rằm tháng 7, dân Vạn Chài lại tổ chức chạp mạ tại miếu âm hồn, cúng tế thần linh và cả phong linh. Cùng với lăng Cả Ông và miếu âm hồn, miếu Ông Nghì cũng là một địa điểm mang nhiều ý nghĩa tâm linh của người dân Bảo Ninh. Miếu nằm trên một đồi cát trắng cuối làng Sa Đồng, giáp với thôn Đồng Dương. Người dân ở đây xây miếu thờ ông Nghì bởi ông là niềm tự hào của người làng Sa Đồng, một tấm gương sáng về ý chí quyết tâm, trí thông minh sáng tạo trong xử lý tình huống trên đường đua bơi trải. Một ngôi miếu cổ kính, nhỏ bé, nằm nép mình bên dòng Nhật Lệ đã để lại trong lòng mỗi người dân nơi đây sự thành kính sâu sắc. Lăng Cả Ông, miếu âm hồn, miếu ông Nghì có lịch sử gần 200 năm, gắn liền với bao biển cổ thăng trầm của người dân làng Sa Đồng nói riêng và người dân xã Bảo Ninh nói chung. Mang giá trị tín ngưỡng tâm linh sâu sắc, người dân Bảo Ninh bây giờ vẫn còn duy trì nhiều lễ hội, nghi thức đặc sắc, mang đậm phong cách của người